Hôm nay là mùng 6 tháng 4 2023. Đây là cái phim của bệnh nhân người Singapore này. Thì về cơ bản thì kiểm tra lại là đáp ứng khá là ok. Tất cả địa điểm bệnh nhân đều đưa vào trạng thái ổn định và sự chèn ép không quá lớn nữa. Về mặt lâm sàng thì bệnh nhân đi là ngon rồi. Này thì thời gian không có nhiều nên là phải chia tay ông thôi. Trên phim đây thì chủ yếu là cái thoát vị đĩa đệm L23 và 34 làm hẹp ống sống ngang mức, có rách vòng sơ kèm phình đĩa đệm L5 F1. Thần đốt sống thì L2 thì trượt nhẹ ra sau một ít thôi, không đáng kể. Về cái mức độ đánh giá chung về nhìn qua phim thì khá ok, đưa về trạng thái an toàn rất nhanh. Nó sẽ bảo giao lưu với ông một tí, em đưa cái phim X quang của cụ đây. Đây trên phim X quang của bệnh nhân thì cái phim nãy đâu nhỉ? Dạ. Đây này, em phim hôm bệnh nhân đến thì cường độ lệch khá nhiều. Bệnh nhân lệch đưa sang bên trái nhiều lắm, đau đớn nhiều lắm. Lệch hết cả cột sống. Thì chúng ta sẽ vào chúng ta giao lưu với ông một tí. Phiên dịch nhỉ, ai nhỉ, không biết tiếng Trung đâu. Tư thế nằm là về cơ bản là ok, thẳng rồi đấy. Mông không bị lệch nữa. Em và ông đứng nơi để kiểm tra tư thế cúi của ông. Ba. Ba chỉ lại. Chỉ lại chân cho bên. Đầu xin chân chỉ lại. Cái đi xem chèn chà. Rồi, và ông đứng ông chạy tại chỗ cho nó. Được rồi, chan chỉ lại bà ba. Chạy được không? Hỏi ông chạy được không? À, ba khởi phỏ, ba phỏ đi xa. Đi tốt rồi, đi tốt rồi gì? Ok, ok, ok. Cho nằm ở đây đi. Cứ bình tĩnh, chạy lên đâu ấy. Hôm nay cứ chỉ chia tay ông thôi. Thời gian nó không có nhiều. Singapore ở đấy là bên đấy, nó có tính quận huyện không? Là bên thành phố à? Thành phố là Lagi à?